em lại. Em đến làm chi trong hoàn cảnh này cho thêm khổ chứ? Anh sợ tôi đến làm rối cuộc hôn nhân của anh chứ gì? Tôi không hèn hạ như anh tưởng đâu. Lại ơi, em hãy hiểu cho anh. Vì chữ hiếu nên phải phụ tình, chứ lòng anh không bao giờ quên em được. Em hãy chờ anh một thời gian. Anh đã làm khổ tôi rồi, xin đừng làm khổ một cô gái khác. Tôi đến đây hôm nay là để chấm dứt cuộc tình giữa anh và tôi. Đây, chiếc khăn tay có thêu chữ trọng và lọn tóc của anh. Ngày mới quen đã đổi trao hẹn ước, tôi xin trả lại cho anh. Các đoạn thơ tình đường ai nấy đi, không còn bận biểu, không còn vương vấn chi nhau. Còn con ta lẻ đâu em, cắt đứt câu phụ tử thâm tình. Anh đã bỏ tôi đi cưới vợ, hết rồi ân nợ, còn nhắc chi mau thâm tình. Từ nay xa cách, biết bao giờ gặp lại nhau đây. Đã an bài còn gặp lại nhau chi, anh hãy vui mà sống trong giấc mộng sáng giàu. Vợ đẹp khôn ngoan, gia đình hạnh phúc, xa chi tôi chút thân bèo bọt một cánh hoa. Lại ơi anh thật quá đau lòng, lời nói em như dao cắt ruột, nghe máu tràn quất ngang tim anh. Trọng ơi! Trọng! Anh vô đi. Anh Minh ơi, anh Minh à. Cô dâu đẹp quá, lộng lẫy quá, thảo nào chú rể không mê quên cả. Anh Minh, anh đừng buông ra giọng nói đắng cay. Anh không biết em buộc lòng Trọng là tại vì ai sao, mà anh lại nặng lời mai mỉa em như vậy. Cô nên nhớ, lỗi này đâu phải tại tôi. Tại mẹ cô chê tôi nghèo, lại chưa có danh vị gì, không xứng đáng làm con rể của bà, nên mới có chuyện dở dang như vậy chứ. Anh cũng biết là em đã mang thai với anh rồi. Nếu không lấy chồng thì làm sao che giấu điều xấu hổ với chị em chúng bạn. Anh không mừng giùm em đã gặp cơ hội may mắn gỡ tiếng chữa quan hay sao, mà anh còn nói nhiều lời cay đắng như vậy. Hồng, anh không oán hận em thay lòng đổi dạ, anh chỉ buồn cho số phận lẫn đẫn không cấp bằng danh dòng như ai. Nên người ta phỉ báng chê bai và đành tâm cắt đứt sợi tơ tình. Anh
cuộc đời này những hào nhoáng xa hoa, em cũng chỉ là nàng nhân của gia đình trưởng gia cao sang. Chỉ biết lặn hụp trong bể bạc ao vàng thì làm sao có thể cùng anh, một kẻ trắng tay xây dựng tương lai và hạnh phúc gia đình. Thôi, mọi việc dầu sao cũng đã lỡ rồi, anh có hợp cách thì cũng không sao hàn gắn được. Chỉ vì hoàn cảnh chứ hai ta không ai phụ tình ai, anh nên vui vẻ để cho em được tròn chữ hiếu. Vì chữ hiếu mà em cam tâm làm kẻ phụ tình, hay vì giá tài của cậu hai trọng đồ sộ, vì dáng người của cậu hai trọng hào quá mà em nhu nhược yếu hèn nghe theo lời cha mẹ? Em không cần nhớ câu non thề biển hẹn, cũng không cần nhớ giọt máu của bạn mà em còn mang nặng ở trong lòng. Trước mặt anh em cố làm người đau khổ cho anh bớt niềm hận thù, nhưng anh thừa biết đêm nay là đêm em hưởng đầy hoan là của buổi đông phòng mà người đau khổ. Anh Minh, anh đừng có nói như vậy. Tội nghiệp em, tội nghiệp em mà anh. Anh Minh, lễ tân hôn chưa chấm dứt, sao cô dâu bạo dạn dám ra đây mà than thở với người tình cũ? Không sợ chú rể biết chuyện nhút nhơ sao? Oanh à, Hồng ra tìm trọng. Tình cờ gặp anh chứ không có ý riêng tư gì hết á. Em chớ có hồ đồ vì ghen tương mà nghi quấy. Ngày nay mọi việc đã an bài, ai nấy có riêng bổn phận, vậy thì ta đừng gây thêm rối rắm cho lỡ dở hôn lễ đang cử hành. Anh với Hồng đã đoạn tuyệt mộng ngày xanh, kỷ niệm ngày xưa như gió thoảng qua mành. Cô Oanh à, cô với Minh đã tròn ước vọng, mộng yêu đương xây đắp mà cô lại buông ra những lời hăm dọa, lại đăng cai cung miệt bạn mình. Cô chớ quên tôi đã nhượng duyên tình, nên ngày nay cô mới được gần kề anh Minh. Tình của ai thì người ấy giữ, cô đừng ngạo nghễ mà nên giọng nhân từ. Tôi không phải ăn mày đừng nói tiếng nhường ngay cho, chẳng qua là tại mẹ cô ham của nhà giàu nên nếp gả cô để sau này nhờ cây. Vì chồng cô là con trai một được nuông chiều, chứ gả cho anh Minh thì cô sẽ thiệt hại đủ điều. Thôi tham phú phụ bần đâu có lạ gì bao nhiêu. Thôi thôi, tôi gian xin hai đàn đừng tranh biện, rủi có ai lén nghe câu chuyện, phải chăng sẽ bị nhiều tai tiếng, có hại cho tất cả đôi bên. Ai có tật sợ phanh phui chuyện xấu thì mới nhịn nhường, chứ tôi đường đường đối với chuyện yêu đương. Đối với tôi chuyện tình ai cũng là thường, chỉ đừng thấy nhún nhường mà tưởng làm mình là cao hơn. Trời ơi, tôi gian hai cô mà. Tiệc cưới đang rầm rộ bên trong mà ngoài này hai cô bươi chuyện cũ. Tôi sợ rằng... Em Hồng. À, anh Trọng, cô dâu tìm chú rể nãy giờ á. Em Oanh, thôi mình vào dự tiệc đi, để cho đôi tình nhân người ta tâm sự. Không. Đi, đi em, ngoan mà cứng. Sao? Anh nó giỏi tài đánh trống lảng không à? Thôi, mình cũng vào,
để má và bà con chờ đợi đó em. Khách khứa về hết rồi, đến bây giờ mới thoát nở. Em vào phòng đã lâu mà chưa thay y phục. Có chuyện gì mà vẻ mặt không vui vậy? Anh Trọng, anh ngồi đây, em có chuyện muốn nói với anh. Hôm nay là ngày thành hôn, chúng ta đã chính thức vợ chồng. Còn chuyện gì để nói nữa? Vì sắp là vợ chồng nên em càng phải nói, để chúng ta được hiểu rõ nhau thì hạnh phúc mới được bền lâu. Em làm anh hồi hộp, có chuyện gì cứ nói đi, anh mệt mỏi lắm rồi. Anh hãy bình tâm nghe em nói. Rồi anh muốn nghĩ sao về em cũng chịu cả. Chuyện gì mà quan trọng dữ vậy? Em nói đi. Anh Trọng, anh Trọng ơi, đời con gái chỉ có tiếc trên là quý bao. Nó là bảo vật đợi ngày xuất giá, làm của hồi môn dân tặng cho chồng. Em là con dâu mà má đã chọn mặt gửi vàng. Nghe anh nói em càng hồ thẹn, vì em không còn xứng đáng để cho má và anh tôn trọng nâng niu. Em nói vậy là sao? Có phải em đã... Đứng lên đi, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Cũng một bào thai hai tháng. Trời ơi, Trọng ơi, em đã lầm lỡ như vậy. Nếu anh tha thứ bỏ qua được thì mình còn là chồng vợ. Còn không, anh cứ nói một tiếng, em sẽ về nhà ba má em, anh đừng ngại gì hết á. Cưới rồi bỏ cũng xem danh dự gia đình như một trò chơi à. Anh Trọng, anh hãy thương em và thương những kẻ lầm thương con gái. Đàn ông nào cũng vậy, cứ cưới vợ đều ích kỷ, muốn vợ mình phải còn trinh bạch thanh tân. Nhưng riêng họ thì trong đời sống độc thân, lại thích tung hoành như bướm giận quá. Rồi bỏ mặc cho quá xào nhuệ rửa, chấp cánh bài xa chẳng chút. Bận lòng chi nữa Hồng ơi, anh không phải như thứ đàn ông ích kỷ. Anh sẵn giả thư tha khi nghĩ suy cùng tình cạn ly. Anh sẽ thương đứa nhỏ dù sao nó cũng là con em. Em cảm ơn, em rất cảm ơn anh. Lòng của anh cao thượng quá. Anh Trọng, anh Trọng. Thôi, bỏ hết quá khứ, chúng mình nên tính hiện tại và tương lai. Em đi thay áo đi rồi ngủ. Khuya rồi. Dạ. Tưởng anh đã vui duyên mới nên trả kỷ vật, cắt đứt ân tình,
chứ em đâu hiểu anh đang quốc hận trước sự tình trải ngang đắng cay. Phụ vợ con mình, rước vợ con người, ngỡ ngàng nhìn nhau trong tối thân hôn. Là người cùng ta tỏ phân đèn qua từng giọt nhiều dài chứng minh nỗi nhục của người con trai thế gian. Đúng là quả cho ai biết. Ông ngoại về ăn thuốc nè. Nghĩa à, thuốc ở đâu vậy con? Má con sắc đó, má dặn ở ngoại vậy là cho ngoại uống. Cháu của ông giỏi quá. Nước nè ông ngoại. Nghĩa à, má con đi đâu vậy? Má con nói đi lo tiền cho ông ngoại nằm nhà thương. Trời ơi, tiền ở đâu mà lo? Con nhỏ này thiệt. Nghĩa ơi, Nghĩa à, bà Sáu lên nè con. Ý, bà Sáu lên. Bà Sáu, ông ngoại con đau nhiều lắm. Vậy hả? Nè, chuối nè, bà Sáu đem cho con nè mấy cái bánh ít nữa nè. Con cảm ơn bà Sáu. Ông ngoại ơi, bà Sáu lên thăm ông ngoại nè. Ồ sao, lần nào cũng đem cho quà bánh, đi đường xa nặng nhọc lắm. Ôi chút đỉnh mà, cho cháu mà, có ăn nhầm gì anh? Anh đau sao đó vậy? Dạ, coi bộ đau nhiều quá, xanh quá vậy. Ôi, tôi đau cả tháng nay rồi, nên phải nghỉ làm đó cô. Tội cho con lại, vừa lo cho thằng Nghĩa, rồi vừa lo cho tôi. Nó đâu rồi anh hai? Má nói má đi lo tiền cho ông ngoại. Ở đất Sài Gòn này không thân thích bà con thì lấy ai mà vay mượn. Hồi đó tôi biểu cha con anh về Sa Đéc hẳn với tôi, không chịu nghe. Cô Sáu à, tôi nghèo, cô cũng nghèo, mà bắt cô đùm bọc cho cha con tôi. Tôi đâu nỡ rành nhận ân nghĩa của cô. Tiền bạc tôi không thể nhận, chỉ nhận thanh chân tình thành phần của cô. Xin cô sao đỡ nhau mà.
kêu ngoại. Kìa, cô Sáu, cô mới lên đó hả? Bà con mạnh hết không cô? À, Lại. Dạ, cháu về rồi đó hả? Bà con mạnh giỏi hết á. Nghĩa. Dạ. Con có cho ngoại uống thuốc chưa? Ngoại có hỏi gì má không? Má hỏi nhiều quá làm sao không trả lời kịp. Ngoại uống thuốc rồi ngoại hỏi má đi đâu vậy? Thằng Nghĩa nó nói con chạy tiền, tiền bạc ở đâu mà chạy con? Để ba uống thuốc tán được rồi. Không được đâu ba à. Ba bệnh nhiều lắm, phải nằm nhà thương mới hết. Tiền đâu nằm nhà thương? Tiền có rồi nè ba. Con nhờ dì Tư ở bên này lo. Dì giới thiệu con ở vú cho một bà giàu lắm ở chợ lớn á. Bà đặt trước cho con 2.000 đồng, làm mỗi tháng thì trừ lãi. Ở vú nuôi con người ta. Dạ. Rồi con của mày, thằng Nghĩa là sao? Sẵn có cô Sáu đây, con nhờ cô lo giùm cho ba và thằng Nghĩa. Đến ba mạnh thì cô sẽ về dưới. Được không cô Sáu? Cô sẵn sàng giúp anh hai và con. Nhưng cô đang lo, không biết con làm cho người ta rồi khó đến thế nào đây. Dạ chắc không có gì đâu cô Sáu à. Con chỉ có bổn phận săn sóc cho con người ta là được rồi. Ba vui lòng cho con đi làm nghe ba. Lại con. Hồi nào tới giờ chỉ có ba lo cho con, chứ không hề để con phải lo cho ba tới nỗi đem thân đi ở. Rồi đây tiếng bất tiếng chì nặng nhẹ, ba làm sao yên tâm dưỡng bình cho đàn. Số kiếp cha con ta trời đã sẵn dành, cứ lấy lấp qua ngày đoạn tháng, rồi bà đi làm để con lo cho thằng Nghĩa làm hơn. Ba ơi, không phải chỉ của cha mẹ nuôi con, mà con cũng có bổn phận để lo cho cha mẹ. Ba đã suốt một đời sinh lao nhọc, một chút bao đời này có xứng đáng con nói qua cha nói lại, ai cũng có tình có nghĩa. Anh hai à, mẹ thằng Nghĩa nó nói như vậy cũng phải à. Lo cho anh thiệt mạnh rồi lo chuyện làm ăn, rồi mình sẽ có tiền mình thối lại cho người ta. Nhưng mà hãy nghĩ tới những cái nhà giàu, họ ý tiền, họ ý thế, họ hiếp đáp dân nghèo như chúng mình thì tôi bực quá cô ơi. Thôi mà, đừng có bực nữa. Anh mạnh rồi, tôi tin chắc là gia đình mình nó sẽ khá hơn. Lo đồ đạc cho ảnh đi cháu lại. Cô đi kêu xe nha. Con đi với ngoại. Con với má đưa ngoại vô nhà thương rồi mình về. Mình về rồi ai săn sóc cho ngoại? Có y tá lo con à. Mỗi bữa bà Sáu nấu đồ ăn xong rồi đưa con vô với ngoại. Con chịu không? Con chịu liền. Con tôi giỏi quá, ngoan quá. Rồi, tới rồi, xe tới rồi. Anh hai, đi anh hai ơi. Chị Vũ, em bớt nóng chưa vậy? Thưa cô,
Tôi đặt thủy hồi nãy lên tới 39 độ. Thiệt. Em đau là tại chị cho nó ăn bậy đó. Thưa cô, chị còn chối cái gì nữa. Chiều hôm qua lúc tôi đi xe lại vườn chơi rước chị với bé Ngọc, chính mắt tôi thấy bé Ngọc ăn trái gì của thằng nhỏ lạ đưa cho nó. Mà chị thì còn mãi nói chuyện với ông già nhà quê nào đó. Có hay không? Dạ thưa cô, đó là ba tôi. Vì tôi phải ở luôn đây giữ bé Ngọc, không về thăm con được, nên mỗi chiều ba tôi dắt nó ra vườn chơi đi gặp tôi, cho nó đỡ nhớ mà. Thôi đi, tôi không cần nghe chị kể lể dài dòng nữa. Tôi chỉ biết á là chị ở vú, chị phải lo bổn phận cho tròn chứ. Thưa cô, tôi không quen đi ở vú, nên thấy việc gì cần phải làm cho em vui thì tôi làm. Cô không vừa ý thì xin cô cho tôi nghỉ việc, tôi sẽ thối tiền lại cho cô. Cái gì? Chị nói giỡn sao chứ? Ít ra thì chị cũng phải ở cho tôi đến khi nào tôi kiếm được người thay chị. Hơn nữa, giữa lúc bé Ngọc đau như vậy, chị lại còn làm rối lên nữa. Chị Vú ơi! Em ngủ đi. Chị Vú đây nè. Ngoan đi chị cưng nha. Ngủ đi cưng, ngủ đi. Chị Vú ở luôn với em nha. Má ơi, con hết đau rồi. Chiều nay chị Vú đưa con đi chơi nữa nha. Ý, không có được đâu con à. Con còn đau, phải nằm ở trong giường cho tới khi nào bác sĩ bảo là con đã mạnh rồi. Con không thèm bác sĩ đâu. Sao vậy con? Đau thì phải cần bác sĩ chữa bệnh chứ. Bác sĩ Minh sắp tới thăm con đó. Không, con không chịu bác sĩ đó đâu. Con ghét bác sĩ Minh lắm. Sao lại ghét bác sĩ Minh? Bác sĩ Minh cưng Ngọc lắm, thường cho Ngọc ăn kẹo đó. Anh Minh, con em đau nhiều lắm, em lo quá. Chị Vú, chị để em xuống đó cho bác sĩ xem mạch đi. Nè nè nè, ngoan đi. Chị Vú cưng, để bác sĩ coi mạch cho thuốc đặng Ngọc mau mạnh nè. Rồi chị Vú đưa đi gặp Nghĩa nha. Nghĩa? Có phải thằng bé tôi gặp hôm qua đó không? Vâng, con trai tôi đó, tên nó là Nghĩa. Anh Minh à, anh không chích thuốc cho Ngọc sao? Không cần thiết. Để anh biên cho em một cái toa mua thuốc, đem về cho cháu uống là được rồi. Bác biết Ngọc sợ chích lắm, phải không? Đó, con thấy không? Bác Minh cưng Ngọc ghê vậy đó. Sợ Ngọc đau nên không có chích như mọi lần đâu. Đây nè, em đi mua ngay, đem về cho cháu uống đi. Chị Vú à, dạ. Chị lại nhà thuốc tây mua thuốc giùm cho em đi. Dạ, dạ. Anh xem bệnh con như thế nào? Ngọc bị cảm nóng bình thường, cho nó ăn uống nội ngày nay nó sẽ hết nóng. Nhưng Hồng à, em đừng gọi bé Ngọc bằng một giọng thân mật ấy với anh, e có người ngoài nghe được thì bất tiện lắm. Anh Minh à, bé Ngọc không phải do anh mà có sao? Anh không cãi điều đó, anh chỉ bảo em nên giữ gìn ý tứ một chút thôi, chứ không phải anh muốn trốn tránh trách nhiệm à. Nếu anh trốn tránh trách nhiệm thì anh đâu có đến đây để chữa bệnh cho bé Ngọc. Nhưng anh muốn chuyện xưa kia giữa chúng mình đừng nên cho ai biết, nhất là trong nhà em có một người ở mới. Anh muốn nói chị Vú. Đúng, chị đó anh nhớ là đã gặp ở đâu rồi. Anh thì chứng nào tật nấy, hễ thấy gái đẹp thì dòm không chớp mắt à. Em nói rồi đó, nếu anh cứ ăn chơi mãi thì anh đừng có trách em. Kìa, có gì mà mỗi lần gặp nhau Hồng cứ phiền hà trách móc. Chứ anh không thấy sao? Cũng vì anh mà em đã trở thành đứa vô nghị.
đời con gái dự trinh chỉ có một lần trao thì đã trao cả cho anh trước khi xuất gia theo chồng. Đêm tân hôn nhìn đuốc qua mà thèm tuổi cho mình, cũng vì em yêu lòng nhu nhược và đã qua mà em còn nhắc đi nhắc lại làm gì? Giả lại hồi xưa anh cũng đâu phải là kẻ phụ tình, và hiện giờ thì anh cũng ở gần bên em đây nè. Vú mua thuốc về, em coi toa cho bé Ngọc uống. Anh sẽ trở lại. Dạ, cảm ơn anh. Anh nhớ trở lại nha. Hồng, má đã nói với con rồi, sao con cứ để cái thằng đó lui tới hoài vậy? Má à, bé Ngọc bệnh, con buộc lòng phải cho anh hay đặng anh đến xem bệnh cho nó. Má cũng biết rồi, bé Ngọc nó là... Thưa cô, thuốc đây. Chị lại cho em uống thuốc đi. Má, bây giờ chị Vú chỉ đòi nghỉ việc đó. Má tính sao với chị thì tính đi. Vú à? Dạ. Vú. Dạ. Sao hả?
Dạ thưa bà, tại tôi ở không vừa ý cô chủ, tôi thấy thẹn với lương tâm. Tưởng muốn ở là ở, muốn thôi là thôi liền, dễ dàng như vậy sao? Cô có ý gì mà giả vờ đến xin ở, để dò xét tình hình gia đạo của con gái tôi? Tôi phải nhờ nhà chức trách điều tra về cái vụ này mới được. Thưa bà, tôi là người làm ăn chân chất, và thẻ kiểm tra của tôi cũng đã giao cho cô chủ cầm làm băng rồi mà. Nhưng sao mày nỡ bỏ việc nửa chừng, giữa khi giao bé cảm nóng thình lình mà mày đòi xin thôi, lương tâm mày ở đâu hả? Như bà nói vậy, tôi xin ở lại, chừng ngọc hết đau thì tôi sẽ ra đi. Thưa cô, có ba tôi dắt thằng con tôi lại ở ngoài, cô cho tôi ra gặp mặt một chút nha. Chị đi đi. Chị Vũ ơi, có thằng Nghĩa lại hả chị Vũ? Chị cho nó lên chơi với em nha, em nhớ nó lắm. Nhưng má Ngọc không cho. Má, má, cho thằng Nghĩa vô thăm con nghe má. Đâu, chị dắt nó vô tôi coi thử coi. Dạ. Má à, má lại đây vì chuyện anh Trọng phải không? Anh theo bạn bè buôn bán gì ở miền Trung rồi, biết đâu mà kiếm. Còn tin nó quá. Má nghe chị bạn nói gặp nó ở Chợ Lớn, con theo má lại đó coi, biết đâu nó có mèo có mỡ thì sao. Nếu anh có mèo thì càng tốt chứ má. Dạ thưa cô, con của tôi đây. Thằng nhỏ trông cũng dễ thương. Ba nó đâu hả chị? Dạ, ba nó đi làm ăn xa lắm. Thôi, tôi có việc phải đi, chị coi chừng em nha. Mình đi má. Ờ. Mày đau sao đó Ngọc? Mày có uống thuốc chưa? Có, tao uống thuốc giỏi cũng như mày vậy. Bữa nay mày có đem gì cho tao không? Tao có giấu cho mày mấy trái tầm ruột mà bị ngoại tao xé túi gặp luyện hết rồi. Sao mày không ăn đi? Tao để dành cho ngoại tao. Vậy mày lấy một cục kẹo nữa đi. Còn má tao thì sao? Má tao chưa ăn, tao không có ăn. Má không ăn kẹo đâu. Nghĩa ơi, lên đây tao cho mày xem cái này đẹp lắm. Chị Vũ, Ngọc bớt nóng chưa? Chào ông. Dạ, cháu chơi hồi nãy giờ. Cô chủ đi đâu vắng? Dạ, cô chủ tôi đi với bà ngoại bé Ngọc rồi. Ừ, thằng bé này có phải là con của chị không? Dạ phải. Chị vào làm ở đây bao lâu rồi? Dạ thưa ông, một tuần. Có phải trước đây 8 năm chị ở Bến Lức không? Thưa ông, chắc ông lầm với ai rồi. Tôi không có ở Bến Lức. Không, tôi không lầm đâu. Tôi đã xem thẻ kiểm tra của Lài, và tôi biết Lài trước kia. Thưa ông, tôi thấy chuyện ấy không dính dáng gì đến bệnh tình của bé Ngọc. Nhưng vì sao Lài ở trong nhà này? Lài có thâm ý gì? Tôi nghèo, ai mướn tôi là tôi ở. Việc đó cũng không can hệ gì đến ông. Xin ông đừng hỏi. Nhưng mà Lài có biết ông chủ của Lài là ai không? Lúc đầu tôi không biết. Vì cảnh nghèo túng lại cha bệnh, tôi mới lên Sài Gòn kiếm chỗ làm. Khi tình cờ gặp bà ngoại Ngọc chỉ lên đây, tôi đâu ngờ. Lài à, tôi thấy hoàn cảnh của Lài tôi rất là thương. Mà thằng Trọng này thật là ngu ngốc. Nó không biết thưởng thức một đóa hoa hồng, vẹn vẽ cả sắc hương.
mà nó nhận tâm giống phụ tìm nơi giàu sang ngôi hồ gieo khổ cho bạn tình chung phải gian khuynh cơ hàng. Tôi xin ông đừng nhắc chi thêm nữa mà tôi luôn đau lòng và nắng niềm tuổi khổ. Nó đã làm ngày cho cuộc đời cũng cố gian dơ, đã ra thân tôi tớ lại hầu hạ vợ người yêu cành ngộ thật cơ treo. Lúc đầu tôi không biết chủ nhà này là ai. Khi biết thì tôi định xin nghỉ liền, nhưng tội nghiệp cho bé Ngọc. Và cũng không nỡ rời xa ba của nó phải không? Dầu cho là như vậy thì có gì lạ đâu ông. Anh Trọng dầu sao cũng là chồng của tôi mà. Nhưng chồng của Lai đã có vợ giàu sang, sống trong niệm êm chân ấm, bỏ mặc mẹ con em phải bơ vơ trong kiếp sống tôi đòi. Thì em còn tiếc chi một kẻ đã phụ phàng. Anh chỉ là khách bàn quán, nhưng đứng trước một đóa hoa mặn nồng hương sắc, dầu là hoa đồng cỏ nồi nhưng nhụy thấm còn tỏa ngát hương say, thì khắp yêu qua trần thế mấy ai lại nỡ đành nhìn cho gió mưa vùi dập, mà chẳng động lòng chua xót muốn gì qua đùm bọc chở che. Lòng tôi đã chết, tôi chỉ còn một an ủi duy nhất trên đời là bé Nghĩa. Ngoài nó ra tôi không còn biết gì nữa cả. Đời em không cần nữa, nhưng con em nó phải có người cha. Giữa xã hội đầy nhớ xấu xa, đầu óc đứa trẻ thơ nó phải cần một căn nhà nó phải được ăn ngon mặc đẹp do người mẹ ân cần lo, và phải được sự khuyên răn dạy dỗ của người cha. Lại ơi, vậy anh khuyên lại hãy vì con mà cô quên đi mối tình dung dài của ngày. Cảm ơn ông đã có lòng thương đến, nhưng lòng tôi đã nguội lạnh rồi. Tôi chỉ cố gắng nuôi con cho đến ngày kiệt sức mà thôi. Lai à, Lai hãy bỏ tiếng ông đó đi. Lai không thể xem tôi như trọng sao? Mình là bạn với nhau mà. Nếu ông muốn xem tôi là bạn thì tùy ý ông. Còn phần tôi không thể xem ông như trọng được. Ông hiểu dùm. Lai cố chấp quá, bắt bẻ từ chút mà. Lại cứ gọi tôi là anh có được không? Tôi không thể gọi như vậy được, vì tôi không bị người ta nghi ngờ lôi thôi, nhất là tôi không muốn bị lộ tâm tích. Tôi hiểu ý Lại. Tôi hứa là sẽ giữ kín giùm cho Lại, với điều kiện là Lại xem tôi như bạn. Thôi cũng được, tôi vâng lời anh. Nhưng nếu anh thật lòng muốn xem tôi như là bạn thì xin anh hãy nghe tôi khuyên một điều. Lại muốn anh mấy điều anh cũng nghe hết á.
Tôi nghe nói trước kia và bây giờ cũng vậy. Anh thường lăng nhăng bay bướm nhất là hiện nay. Anh thường tới lui với cô Hồng. Anh chỉ đến vì... Tôi không biết gì hết, vì đó là chuyện riêng của anh. Nhưng tôi sợ anh sẽ mang tiếng làm xáo trộn gia đình của anh Trọng. Tôi nói ra đây không phải vì Trọng, mà chỉ vì anh xem tôi là bạn. Nên tôi muốn nhắc nhở anh, anh còn tương lai và danh dự của anh. Dân, tôi cảm ơn Lại lắm. Từ nay tôi sẽ chấm dứt việc đi lại ở đây và lo việc học hành. Nhưng nếu tôi không lại đây, Lại có thể cho tôi gặp Lại ở đâu để nói chuyện không? Tôi không được ra khỏi nhà này một phút nào cả. Vả lại dầu có rảnh, tôi cũng không thể nói chuyện với anh trong lúc vắng người. Dầu Trọng phụ tôi vẫn giữ bổn phận của một người con gái đã có chồng. Anh hiểu giùm tôi. Thôi má về nghỉ đi má. Ơi mệt quá đi, tốn công mà không ra gì hết. Ủa, anh Minh, anh đến hồi nào vậy? Cũng không lâu lắm. Bé Ngọc khỏe rồi à? Anh có xem mạch Lại không? Có. Em đi đâu về đó? Em đi bắt ghen, nhưng bắt hụt. Không biết ai thông tin mà tụi nó chạy mau quá. À, chị Vũ à, chị làm cho tôi 2 ly nước cam nha. Sao em nói không yêu Trọng mà lại đi bắt ghen? Thì phải bắt chứ, có chứng cớ thì mới ly dị được. Và phần quấy thì về ảnh, chứ ảnh cũng đang toan tìm cớ để ly dị mình đây. Đời sống như vậy khổ thật. Mời anh. Sao, anh có cần mua thuốc chi thêm nữa không? Thôi khỏi, để mai xem mạch Lại. Thôi, anh về. Vâng, anh về. Chị Vũ à, tôi xem con Ngọc nó có vẻ mến thằng con của chị lắm. Không ấy, chị để nó luôn ở đây đi, cho bé Ngọc nó vui. Dạ, tôi có dặn ba tôi lại đón nó. Để tôi thưa lại, có ba tôi có chịu không? Thì chị cứ nói ổng đi về một mình. Nó ở lại đây với chị chứ bộ với ai sao? Dạ. Thôi, chị dỗ bé Ngọc với thằng Nghĩa ngủ đi. Tôi đi nghỉ. Dạ. Ủa, sao anh lại trở lại? Có chuyện gì không anh? Anh nhớ lại có một chuyện quan trọng muốn nói với Hồng, nên anh phải trở lại. Mai anh đi sớm rồi. Chuyện gì vậy anh? Thôi, mình cũng lên lầu nói chuyện đi anh. Ngồi đây được mà. Lên lầu rủi Trọng về bất tử thì... Trời ơi, không lẽ xui em vậy sao? Em nghe nói Trọng đã đi Đà Lạt rồi. Đi. Mở cửa. Mở cửa mau. Ê chết, ai in là anh Trọng về? Trời ơi xui thiệt. Đây rồi chả gặp như vậy, chả kiếm chuyện làm xấu cho coi. Khổ là khổ tôi đây chứ. Sao Hồng nói là Trọng đi Đà Lạt? Trời ơi, ai mà có vẻ ảnh gài tụi mình. Mà anh cũng kỳ nữa, tưởng có chuyện gì nên trở lại nửa đêm. Ai về đâu đến để từ giả mà bị kẹt mới xui chứ. Trời ơi, hồi nãy biểu ngồi ở dưới mà không chịu. Không, mở cửa mau. Nghe rồi. Để em mở. Làm cái gì mà dữ vậy? Phen này hết chối. Mời ông thừa phát Lại theo tôi. Chết cha. Nó có mời thừa phát Lại. Trời ơi, làm sao bây giờ? Chị Vũ ơi, chị Vũ à, chị Vũ ơi. Cô chủ yên tâm, đi mở cửa đi. Ông Minh Lại ngồi đây. Má.
Cô đi mở cửa đi, để ông làm rầy cả xóm nghe kỳ lắm. Đi đi mà. Không sao đâu. Coi anh đó, anh đi mấy tháng không về, đến chừng về lại về nửa đêm mà còn la lối ôm sòm nữa. Về thình lình như vậy mới gặp chứ. Tôi hỏi nó đâu? Nó nào? Anh hỏi con hả? Con nó ngủ phòng bên với chị Vú nè. Mấy người hay thiệt, mới đây đã phi tang rồi à? Anh nói cái gì vậy? Anh đi đã rồi về anh lại kiếm chuyện với em. Tôi hỏi thằng Minh đâu? Cô mở cửa mau. Anh thiệt à? Chị Vú ơi. Dạ. Dạ dạ. Dạ cô kêu có việc gì vậy? Kìa. Thì ra ông Minh ở đây. Chị Vú, tôi tin tưởng chị đàng hoàng, tôi không ngờ chị tệ như vậy. Dạ xin lỗi cô. Dạ. Hồng nói sao? Ông Minh đây đang nói chuyện với cô này, sao lại có chuyện quái quăm xảy ra như vậy chứ? Thưa ông chủ, trên đời này có chuyện gì mà không xảy ra được đâu ông chủ. Khốn nạn! Má, ông này la lớn sợ quá. Chị Vú! Thằng bé này là... là con của chị Vú. Tôi đã mướn chị từ lúc anh đi ngoài Trung á. Bây giờ anh muốn nói gì thì lên lầu nói chuyện với nhau. Đây là chuyện hiểu lầm của vợ chồng tôi, xin lỗi ông thừa phán lại. Dạ không có chi. Chào ông bà. Mấy người xảo quyệt lắm. Anh Trọng, chúng tôi không có gì xảo quyệt cả. Tôi quen với Lài nên mới đến thăm, chứ không có gì lạ cả. Thôi tôi xin phép tôi về. Khoan đã. Phải ba mày đó không? Không phải ba tôi. Vậy ba mày đâu? Hả? Dạ thưa ông chủ, ba nó chết rồi. Ba nó chết rồi. Và bây giờ chị ngoại tình với người này phải không? Thưa đó là chuyện riêng của tôi, không can hệ gì tới ông chủ. Khốn nạn! Ba, ba đừng đánh nó. Ma, xin ông chủ đừng nạt nộ trẻ nít, nó đâu có biết gì. Còn tôi, tuy ở đợi với ông chủ, tôi cũng có quyền tự do của tôi. Anh Minh, anh Minh hãy về đi. Thật em không hiểu nổi, tại sao mình lại nóng nảy vô lý như vậy chứ. Chị Vú á, chị cũng đã lớn rồi. Trong lúc chị dỗ con mình xong, chị muốn nói chuyện với ai á, thì cũng đâu có quan hệ gì đến mình. Mình lên lầu đi. Mình lên đây mình nói chuyện với nhau nè. Đi. Thôi đi. Một lũ người ti tiện, đừng nói gì thêm nữa. Giữa bao thế tình điển đạo, đã làm cho tôi chán ngán, không biết tìm đâu ra một y sống chân thành. Tình nghĩa cuối chẳng cùng với biết bao nhiêu tiếng hẹn câu thề. Một cô gái trang đài và một thôn nữ hiền quê đều là hạng đàn bà giả dối lọc lừa, chuyện trò ông lơi bướm lạ. Tôi tưởng quay về là để cắt đứt mối tơ thừa, làm cho đời tôi buồn rối. Tôi đâu ngờ lưới nhện lại còn giăng mắt cả nơi này, cho rối rắm định về đây gây chuyện để cắt đứt liên hệ với tôi. Nhưng anh bị sổ rồi phải không? Nhưng chuyện của chị Vú thì tại sao lại giận chứ? Tôi gian các người đừng nói gì thêm nữa.
trong khi tâm hồn tôi đang nổi lên cơn giông bão. Vợ tôi đâu? Con tôi đâu? Người yêu của tôi đâu? Mà tôi như lạc giữa rừng người, nhưng đầy vuốt nanh của loài gia thú. Họ nét phấn bôi son, mượn tạm những màu sắc huy hoàng để giấu che những trò đời bận. Đặt trọn niềm tin vào lời nói thơm như mật, để hôm nay chứng kiến bao nhiêu tuồng mặt của một sân khấu cải lương diễn trọn vai trò. Chị Vũ, chị tốt lắm. Không bao giờ tôi quên ơn chị. Tôi sẽ nuôi thằng Nghĩa ăn học với bé Ngọc. Cô ơi, tôi khổ lắm. Con ơi, má khổ lắm. Ủa má, chuyện gì vậy má? Có má chồng với chồng con cùng đi với má đó. Bộ anh trọng, anh muốn phanh phui vụ bắt ghen hôm trước tại nhà này để hại tội con đây chứ gì? Chị giỏi tài đoán ẩu à, cô giống ai vậy không biết nữa. Vậy chứ chuyện gì vậy má? Lát nữa rồi sẽ biết. Kìa, má chồng với chồng con vô tới kìa. Dạ thưa má, mới lên. Ừ, con Mạnh hả hai? Dạ, con cảm ơn má. Mời chị ngồi. Hai đứa ngồi xuống đó đi. Phải ngồi gần nhau để mà nghe. Dạ. Hai má lên đây là để nói chuyện với hai con. Hai con nên nghĩ lại đi. Cha mẹ nuôi con cực khổ, đến ngày con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho con xong rồi là chỉ mong sao được nhìn thấy cảnh gia đình của con ấm êm hạnh phúc. Nếu hai con cứ cắn đắng gây gỗ với nhau hoài thì cha mẹ đôi bên không yên vui trong lúc tuổi già, lại xấu hổ với bà con xóm làng. Thôi chi buồn lo rồi làm ăn suy sụp. Hai con phải biết nhường nhịn lẫn nhau để giữ sao cho gia đình êm thuận. Nhịn vợ thì đâu phải là sợ vợ, mà thằng hai e ngại bị thiên hạ cười chê. Con là chủ gia đình phải xử sao cho êm đẹp. Tình nghĩa vợ chồng là chuyện trăm năm bền chặt, đâu phải giận vợ rồi bỏ nhà bỏ cửa để đi quan và phá sự nghiệp cho tiêu tan. Hai con nghe lời má mà làm lành, cho cha mẹ đôi bên khỏi phải rầu lo. Nếu hai con thuận thảo thì má cho một số tiền để mở tiệm cầm đồ lo gầy dựng tương lai. Mở tiệm cầm đồ thì kiếm ăn được lắm. Ở chừng hơi nhiều à chị. Tôi tính cho tụi nó 5 triệu đồng đó. Chị liệu có đủ không chị Xui? 5 triệu đồng? Nhưng còn giấy tờ phép tắc. Cậu cò mi em tôi, cậu có thằng Trọng á, sẽ lo việc giấy tờ dùm cho tụi nó. Hai đứa nó nhờ gây gỗ nhau trận này mà có 5 triệu làm vốn. Vậy thì gây nhau nữa đi bay. Gây lần nữa tôi từ luôn đó chứ. Sao đây, hai cô cậu có bằng lòng quề với nhau chưa? Dạ, dạ có má lên đây để dàn xếp thì chúng con xin tuân lời, và mong rằng từ nay cha mẹ khỏi phải lo rầu về chuyện của chúng con nữa. Được vậy thì má mừng.
con nhỏ sao tới giờ chưa về vậy cả? Con đâu rồi em? Dạ con nó đi học chưa về. Mà mỗi bữa nó đi về có ai rước nó không con? Dạ thưa má, có chị Vú chỉ lo việc đó. Chị Vú này chỉ biết chiều chuộng con nít lắm. Và con Ngọc nó cũng mến chị nữa. Ừ, vậy cũng được. Chừng nào con đi học về với em? Không chừng nó cũng gần về tới rồi. Thường thì khoảng 11 giờ là về ha. Ê, tao chạy tới cửa trước. Mày thua tao rồi Ngọc ơi. Mày ăn gian, tao không chịu thua đâu. Đó, con nó đi học về tới rồi. Ba, thưa ba con đi học mới về. À... Ba về ở nhà luôn với con hả ba? Ờ, ba không đi nữa. Bà nội và bà ngoại con kìa. Con lại chào bà nội với bà ngoại con đi. Thưa nội, con mới đi học về. Thưa ngoại, con đi học mới về. Thưa má, con đi học mới về. Cháu của nội giỏi quá à. Đâu, đưa tập học cho ngoại coi. Dạ. Nghĩ ơi, lại đây mau lên. Đứa nào á? Thằng Nghĩa, bạn của con nè. Mày lại xá nội với ngoại tao đi. Dạ thưa bà, dạ thưa bà. Thằng nhỏ này là con cháu nhà ai mà lại vô đây? Dạ, nó là con của chị Vú. Má nó xin cho nó ở đây đi học với bé Ngọc cho có bạn. Con của con Vú? Nhà nghèo đi ở đợ mà dám cho con đi học chung trường với con của cô chủ thì con Vú này gan thiệt. Má à, tại con thấy cảnh của chị Vú chỉ có một mẹ một con nên con giúp chị để làm phước mà má. Nội, má của thằng Nghĩa kìa nội. Cái con Vú này tệ thật. Vào nhà thấy có khách mà nó cứ gầm mặt đi thẳng chứ không chào hỏi ai hết vậy hả? Dạ, chắc chỉ đi ngoài nắng nãy giờ rồi vô nhà bị tối mắt nên chị không thấy. Chị Hội muốn nhắc vợ chồng con nhớ cái cách răn dạy người ăn kẻ ở. Chứ chị Hội có trách phiền gì con mà con bào chữa lẹ miệng quá vậy hai? Thằng nhỏ này coi cũng sáng láng lanh lợi quá chứ. Nhỏ, lại đây bà biểu. Dạ thưa, bà kêu cháu. Sao cháu không ở nhà với ba cháu? Dạ, ba cháu ở xa lắm. Ở đâu mà xa vậy nhỏ? Dạ, ba cháu ở trong rừng á. Ở Tuốt với xứ 30 thuộc lận. Ờ, mày có gặp ba mày lần nào không? Dạ không. Má cháu nói ba cháu đi hồi cháu còn nằm trong bụng của má lận. Dạ, nó là con nít. Nó có biết cái gì đâu mà má hỏi cho mất công. Hồng, em dẫn con vô cho nó ăn cơm đi em. Dạ, đi con. Thưa nội, con đi. Thưa ngoại, con đi. Ủa, sao mày khóc? Mày đói bụng hả? Thôi đi con. Sao mày khóc vậy nhỏ? Hả? Ai làm gì mày mà mày khóc chứ? Dạ thưa bà cháu. Lại đây, lại đây cháu. Cháu nhớ ba cháu lắm phải không? Dạ cháu biết ba cháu. Mà cháu nói ba cháu ở xứ 30 thuộc. Bà ơi, ba của Ngọc cũng đi lên xứ đó lâu rồi mà còn về thăm nó được. Còn ba của cháu thì cứ đi mất biệt ở trong rừng. Không biết chừng nào cháu mới có ba để được vui mừng. Bà ơi, hay là ba cháu bỏ má cháu rồi nên chịu về đây. Có nhiều đêm luôn ngủ giục mình
sao mà trời Phật thánh thần không giết bớt cái thứ sở khanh tàn nhẫn bất lương điệu giả đó cho đàn bà đỡ khổ không biết nữa. Dạ, nhiều khi tại hoàn cảnh, tại vì chữ hiếu mà xảy ra những chuyện như vậy. Nhưng người đàn ông cũng khổ tâm lắm á. Còn ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cháu ở đâu? Sao không ai nuôi nấng giúp đỡ mẹ con cháu hết vậy? Dạ, ngoại cháu nói ông nội, bà nội cháu giàu lắm nên chê má cháu nghèo mà bỏ cháu bơ vơ. Ngoại cháu nói người ta đã khi mình thì đừng tới lui sinh sở như một kẻ ăn mày. Ông ngoại mày nghèo mà dạy mày nói đổng người phát ghét. Hèn gì bên nội mày bỏ mẹ con mày thân sơ thất sở cũng đáng đời lắm. Dạ, cô mời cậu lên. Hả? Con đây là... Dạ, cháu tên Lại, là vú em ở nuôi con cho mợ hai chủ nhà này. Lại? Vậy thằng Nghĩa này là con của... Con của cô... Cháu nội... Ủa? Bộ chị Xui có quen với con vú này hả? Không, tôi nhớ mày mãi như là tôi có quen với một cô cũng tên là. Dạ, có lẽ bà nấy nhận lầm, hoặc là có quen người nào đó trùng tên tôi. Chứ riêng tôi thì mới lần đầu tiên tôi gặp mặt và biết bà đấy. Tôi có chồng, con tôi có cha, nhưng vô phước nên thành ra đứa con vô thừa nhận. Và sau buổi chia tay tôi mang niềm lý hân, vì kẻ ra đi không có lối để quay về. Lòng tôi đã lạnh không vấn phiền, người đã bỏ mẹ con tôi mà chỉ ráng lo đường núi dạy dỗ con tôi để nó đừng khóc đòi theo cha nó. Mà hóa ra kẻ sở khanh gieo tai họa cho những ai nhẹ nhàng. Tội nghiệp thằng cháu này quá. Lại đây nội. Lại bà đi luôn con. Cảm ơn bà đã nhủ lòng thương đến cháu. Nhưng con của tôi nó chỉ là con của đứa hạ tiện mận. Phận của tôi đâu chỉ đang ăn cơm nguội ở nhà sao? Mai được cô chủ thương nên con tôi được cấp sách đến trường, nhưng tôi vẫn nhớ mãi thân sâu chấm ngại quá. Cô Lại ơi, xin cô đừng nuối mãi lòng hận oán vì những người đang ở trong nhung lụa vàng son. Họ đâu có sung sướng gì hơn, tuy tiền bạc có dư mà ngày đêm họ vẫn ước mơ cao khát một chân tình. Thôi, xin phép bà cho cháu nó vào ăn cơm. Nghĩa, chào bà rồi vô con. Dạ, chào bà. Dạ, chào bà. Dạ, xin phép. Con vú này có vẻ mặt dễ coi,
mà giọng nói nó nghe khó ưa quá. Nghèo mà sất. Để tôi biểu con Tú tôi cuối tháng này cho nó nghỉ cho rồi. Dạ thưa má, có lẽ nhắc lại chuyện cũ, chị ấy nhớ tới niềm oán hận trong lòng nên mới có giọng nói khó ưa đó. Chứ thường ngày chị ta cũng nhu mì lắm má à. Thôi, dẹp chuyện đó đi. Bây giờ lo chuyện nhà cửa của tụi con nè. Chị tính sao đó chị Hội? Cái vụ 5 triệu đồng cho hai đứa nó làm vốn đó, chiều nay tôi sẽ đem lại. Hay là má để chiều nay con lại nhà cậu Cò Mi, con lấy số tiền đó. Má khỏi mất công đi lui tới cho mệt. Ha, vậy phải à chị Hội. Bây giờ chị về hay là còn ở đây? Dạ, nếu chị xui có việc thì cứ đi lo đi. Chuyện của hai đứa kể như yên rồi. Tôi còn ở đây, chờ trời mát mát một chút rồi về, còn lo gửi tiền cho tụi nó nữa. Vậy tôi về trước ha. Chị xui ở đó về sau. Má về nha con. Cô Tú đâu rồi? Dạ chắc vợ con bận lo cho cháu. Để con kêu. Thôi khỏi con. Để má về. Lát nữa nó có hỏi thì con nói cho nó biết cũng được. Chị ở chơi ha. Dạ chị về. Má, má có thấy cảnh của con ngang trái khổ sở đến chừng nào không? Trong lúc con an hưởng cảnh giàu sang thì mẹ con cô lại phải làm người ở mướn. Trọng ơi, chuyện đã qua rồi, con có trách má cũng không thể nào cứu vãn được. Má thấy thằng cháu nội của má, má thương đứt ruột, nhưng không biết làm sao đường hoàng nhìn nhận, đành phải cắn răng nuốt lệ thương thầm. Càng nghĩ suy má càng hối hận vô cùng. Nếu trước kia má đừng quan tâm đến điều muốn đắng ngủ đối thì đâu có lỡ làng gian dở duyên con. Má đã tìm lại năn nỉ nhiều phen, nhưng nó vẫn không cho má có cơ hội chuộc lại lỗi lầm quá trước. Ngày đêm má khẩn cầu nó hồi tâm trở lại quê xưa, má sẽ bảo bọc dưỡng nuôi và hàng gần lại những tâm tình. Má tính vậy hay lắm má à. Đâu, má... má bàn thử với lại coi sao má. Nghe nói là quýnh lên hả? Tao biết mày còn thương con Lài lắm. Hôm bữa mày về dưới nhờ tao lên thu xếp việc vợ chồng của mày là tao nghi rồi. Bây giờ tao mới biết rõ là mày muốn về để gần gũi với con Lài, chứ có thương mến gì vợ con của mày đâu. Có ai là vợ con của con mà má biểu thương vợ mến con chứ? Trọng, con nói cái gì mà lạ vậy con? Má, má ơi, má đâu có hiểu tâm sự của con. Giữa buổi tân hôn tân bần qua nồng hương lửa, một sự thật phơi bày làm tan cả lòng con. Chuyện gì vậy con? Không thu nhận với con là đã có thai thuê với con.
lại xảy ra cơ sự quá khổ. Việc đó để sau rồi sẽ tính. Bây giờ má về à. À, lát chiều con hay vợ con á qua nhà má lấy tiền. Chị Vú nè, rót cho tôi một ly nước mát coi. Dạ. Mình ngắm xem nè. Em mặc cái áo này đẹp không hả mình? Đẹp lộng lẫy lắm. Em mặc đẹp như vậy nè. Mà mình có yêu em không chứ? Dạ thưa cô, nước đây. Để đó cho tôi. Chị ở đó chờ tôi một chút nha. Mình, sao mình không chịu trả lời? Mình có yêu em không? Yêu. Coi kìa, mình nói mình yêu em mà mình nhìn nó đâu vậy? Tại có người ta kìa, phải giữ gìn ý tứ một chút, ngượng lắm. Gì mà ngượng, biết à? Chỉ là người ở thì chị phải biết không? Giả mắt làm ngơ tay biết chứ. Khi chủ nhà đùa giỡn, việc gì mà mình phải giữ ý tứ với ai? Nhưng mà thôi, em đi nhé. Mình qua bên má có việc gì không? Em muốn hỏi má về cách làm ăn và mở tiệm cầm đồ. Mình cũng chưa biết rành mạch. Sẵn tiện mình ghé nhà của cậu Cò Mi để mà đưa số vốn mà đem về. Rồi mình lo tu tình làm ăn. Mình đã bỏ trôi biết mấy năm rồi, tháng ngày vô dụng cứ qua mau. Anh Hứa, em kêu làm chi rồi để chị ấy chờ vậy? Có sao đâu, đứng đợi chủ nhà một chút quá thì có sao đâu mình. Bổn phận người ở là phải hầu hạ, phải phục tùng cho mình, cho xứng với đồng tiền mình trả công cho họ chứ. Mình mướn người ta để người ta làm công việc thay mình, chứ đâu phải ỷ có tiền rồi đày đọa người ta chứ. Chà, mình bình dân quá ha. Nếu mà mình về dưới ruộng á hả, thì mấy con nhỏ tá điện nó mê mình lắm à. Thôi, em lo đi á, rồi về cho sớm. Anh chờ. Chị Vú. Dạ. Chị ở nhà chờ bé Ngọc nó thức dậy, lo tắm rửa thay quần áo cho bé Ngọc sạch sẽ, rồi đưa em đi coi chiếu bóng. Cho cả thằng Nghĩa đi theo em cho có bạn. Tiền nè. Dạ. Mình ơi. Ừ? Em đi nghe mình. Em đi đi. Lại. Dạ. Cậu hai dạy chi? Em làm khổ anh chi vậy? Em khinh anh hay là em muốn trả thù anh vì anh đã ngu muội để cho em phải sầu tuổi mấy năm nay?
Tôi có làm gì đâu mà cậu nói tôi làm khổ cậu. Tôi giấu cái dị dạng đau buồn của tôi chỉ vì tôi muốn được yên thân đi làm thuê ở mướn để có tiền nuôi con tôi ăn học cho nên người. Không phải là vì anh muốn theo để phá hoại cuộc đời em, mà anh chỉ sợ em làm thằng Minh mà mang hại thôi. Tôi không cần cậu dạy tôi điều đó. Tôi đã ngây thơ tin tưởng người ta nên tôi lầm và ân hận mãi cho đến ngày nay mà vẫn chưa quên. Bài học cay đắng đó tôi đã học được rồi. Thì nãy giàu cho cậu Minh hay là cậu Sở Khanh nào khác cũng không gạt nổi tôi đâu cậu à. Em đừng nói với anh những lời mãi mỉa cay đắng. Anh biết rằng đối với em anh là một tên Sở Khanh khốn nạn. Đáng cho em chửi mắng cho bớt giận nguôi hờn. Nhưng em đừng xem anh là kẻ đê hèn, vì anh không có ý nghĩ gạt lừa để phá hại đời em, mà thật ra anh yêu em vô cùng và yêu em mãi đến nay. Nhưng anh là một kẻ tầm thường không dám đấu tranh để bảo vệ tình yêu hạnh phúc. Còn em thì lại vì chút tự ái nhỏ nhen mà quay lưng ngoảnh mặt, bỏ mình anh trước cơn phong vũ ba đào. Đã qua xa mờ trong ký ức, cậu nhắc lại lúc này không ích lợi gì đâu. Em không muốn nghe nhưng anh cần phải nhắc, vì anh biết em đang cố tình che giấu mối tình nồng thắm của em đối với anh. Nghịch cảnh trớ trêu trái ngang chẳng thời gian giàu gấp rút qua mau, không gian còn vội vàng thay đổi, thì lòng anh trước sau như một vẫn yêu em như lúc còn chung sống ở trong điền. Lại ơi ánh mắt của em đang long lanh người sao khi nhớ đến những kỷ niệm em đềm, thì sao em không chịu cùng anh nối lại mối duyên tình để hàn gắn vết thương lòng năm xưa. Anh trọng lại em, anh, anh vẫn yêu em, yêu say đắm và mãi mãi. Chị Dấu ơi, à, má đây nè Nghĩa. Ở đó rồi má lên. Lại em đừng. Cậu hai, thực tế là đây, tôi hiện giờ là người ở của vợ cậu. Vừa rồi tôi đã lỡ để lòng mình mềm yếu trong giây lát, nhưng tiếng gọi của bé Ngọc và của con tôi kịp thời kéo tôi trở về thực tại. Tôi mong cậu thương mà để cho tôi được yên thân ở đỡ nuôi con. Và nếu cậu vẫn theo đuổi quấy rầy thì tôi sẽ lo trả nợ cho cô chủ rồi đi biệt tích. Em Ủa, anh làm gì đó anh trọng? Có làm gì đâu. Sao em? Má đưa đủ số rồi chứ. Đây nè, bạc nhỏ nhiều quá ôm nặng chết hả? Người ta mong cho có bạc nhiều nhiều, càng nặng càng tốt mà không có. Còn mình, có lại chê nhiều. Thôi, mình đừng có ở đó mình nói nữa. Má biểu mình lại nhà cậu Cò Mi cho má nói chuyện gì đó. Đi liền bây giờ sao?
chứ mình đợi tới chừng nào? Mai má về dưới rồi, mình đi liền đi, để má trông đó. À, anh đi liền. Chị Vũ à, chị Vũ, chị còn ở nhà hay đi rồi chị Vũ? Dạ. Dạ. Má. Con. Sao, chị dẫn hai đứa nó đi chơi chưa? Dạ, tôi đang sửa soạn dẫn đi đây. Ờ, à, đi đi. Cho tụi nó coi một phim thôi nha, rồi dẫn về cho em nó ngủ sớm một chút. Dạ. Thưa má rồi đi bé Ngọc. Nghĩa, thưa cô chủ đi con. Thưa má, con đi chơi. Thưa cô, cháu đi. Hai con ngồi ngoài này đợi má vào thăm Bắc Minh một chút rồi đưa hai con đi chơi. Dạ. Anh Minh, tôi mua sữa và trái cây cho anh nè. Anh bớt chưa? Cảm ơn Lài. Hôm nay tôi khỏe nhiều rồi. À, Lài ngồi đi. Thiệt khổ quá. Chỉ vì anh chạy lo công việc cho tía tôi đến nỗi bị tai nạn xe. Vì ơn nghĩa tôi phải đưa anh đi băng bó và cho tới lui thăm hỏi anh. Lỡ mà cô Hồng biết được á, lại nghi này nghi nọ. Em yên tâm, anh nằm đây không ai biết đâu. Ôi da, cay lưng nhức quá. À, em lấy dầu thoa giùm chút coi. Việc này để cô Hồng, cô quanh lên cho anh là đúng hơn. Làm ơn giùm đi mà. Bàn tay dịu dàng của em thoa vô là anh hết đau liền hả? Thôi đi, đừng có nói xàm nữa. Anh khỏe rồi, tôi đi về. Lại à, Lại, lòng anh hiện giờ chỉ có em, chứ không có ai cả. Đừng từ chối anh mà. Anh Minh, anh chớ gian cầu năn nỉ làm tôi khổ lòng. Cuộc đời sung nở từ lâu đã chết, việc xưa anh cũng biết rồi. Giờ chỉ sống vì con và cha tôi già yêu. Ngoài ra tôi chẳng biết tha chi. Lòng anh giờ chỉ có mình em, quyết tình yêu thương mùi ngọt sớt chia. Còn tương lai rộng mở trước anh, nếu thật thương xin hãy nghe tôi, cố giữ cho tình bạn được lâu. Lại, em là một cô gái tốt. Anh hứa nghe lời em, khi công danh thành đạt, anh sẽ cưới em. Cưới em? Gì quỷ, ai cũng đòi cưới à? Bệnh nhân có người tam. À, kìa, quanh. Không ngờ phải không? Ban ngày ban mặt mà hai người làm gì vậy? Đây là cô Quanh, người bạn cũ của anh. Còn đây là... là cô Lại, cô tá điền kim tình nhân, mà kim vú em của anh Trọng nữa. Tôi biết cô Lại nhiều, cô biến quá hay lắm. Thưa cô biến quá cũng hay vậy. Tôi còn nhớ hồi cô xuống chơi dưới điền của ông bà Hội, thì cô với anh Minh là anh trai em gái. Bây giờ cô lại thành người yêu cũ của anh ấy à? Mày đứng lại! Quanh cái gì? Con nhỏ đó nó dựa hơi anh, nó phách lối thấy ghét à? Anh Minh, bộ anh định cưới nó thiệt hả? Trời ơi, thiệt hay không á thì ăn nhầm gì đến em. Sao lại không ăn nhầm? Anh khinh thường tụi con gái Sài Gòn này, cho nên anh mới định lấy một con gái nhà quê. Nó là đầy tớ của con Hồng,
Mà con Hồng là chủ nó, là nhân tình của anh. Em im đi. Anh đã nhường em cho thằng Trọng rồi, mặt mớ gì em lại ghen chứ. Con nhỏ đó nó là hồ ly, nó bắt mất hồn anh và Trọng. Em phải làm cho nó biết tay. Em chịu thua con Hồng chứ không thua nó đâu. Em không thua nó đâu. Mày đứng lại. Lại Quanh à. Quanh. Ê chết, nãy giờ chưa có gói tiền nữa. Chị Hồng. Ủa, cô Quanh, ngọn gió nào đưa cô lại tới đây? Sao, lo làm giàu nên quên hết bạn bè rồi phải không? Giàu khỉ gì chị ơi, lo cho có đủ tiền để ăn xài là muốn đuối rồi. Ngồi chơi, để mình đem cất cái này rồi nói chuyện. Ủa, quà của ai vậy? Tiền của ba má chồng mới cho đó. 5 triệu đừng đó, để mình làm vốn. Xin lỗi nha, ngồi chơi đi. Chẳng chè ghê. Cắt tiền xong rồi gì? Chị Hồng, trong đám chị em bạn gái tụi mình á, chỉ có chị là tốt phước hơn hết. Có chồng đẹp trai, con nhà giàu, lại được cha mẹ chồng cưng chiều giúp đỡ tiền bạc. Thôi thì giàu có ở không mà ăn suốt đời cũng không hết của nữa. Thôi đi cô ơi, như vậy cũng chưa hẳn là đầy đủ hạnh phúc đâu cô à. Ủa, rồi bữa nay ghé lại nhà mình, chắc phải có chuyện gì lạ đây chứ chẳng không đâu ha. Ủa, chị Vú đâu rồi? Đi rồi. Ủa, mà sao Quynh lại đặc biệt để ý tới chị đó vậy? À, không để ý là nguy đó. Mối này coi lơ mơ vậy đó mà ác ôn lắm đó nha. Đừng có khi nó mà lầm đó chị. Cái gì mà lầm? Không lẽ... Không lẽ không chẳng gì. Nó tên là Lai, nhân tình cũ của anh Trọng hồi còn ở dưới điền. Và họ đã thầm lén yêu nhau trước khi anh Trọng thành hôn với chị. Kết quả là Lại thọ thai và thằng Nghĩa thành đứa con rơi. Trời đất ơi, vậy mà tôi không hề hay biết. Chưa, chuyện đó đã xưa và hiện nay nó đang mê hoặc. Một người rất đẹp trai và quen với tụi mình rất thân. Ai vậy? Anh Minh. Anh Minh mê con Lại đến quên cả tuổi tên. Thế ý nó muốn gì là anh cũng chịu theo. Anh có bạn rất đông, vậy mà khi con Lại xa lệnh buộc anh phải đoạn giao là anh phải lập tức lăn xa. Tức thật, không lẽ tụi mình lại thua một đứa con ở hay sao? Quanh à, mình phải hiểu cách trừ chứ đừng cho nó lên cao. Chứ sao, tôi có cách này mà ngặt gì tôi phải đi xa. Chỉ còn có đêm này rồi tôi sẽ dính tiền, bỏ đất Sài Gòn lên bờ Lao để mà tìm chỗ yên thân. Vì tôi đã nhận lời làm vợ hai của anh Lộc Quanh. Không lẽ vì cô đã có nơi yên thân yên phận rồi cô nỡ làm ngơ để còn lại nó xỏ mũi anh Minh? Thì đó, tôi không muốn làm lơ cho nên tôi mới đến đây tôi gặp chị. Nếu chị muốn trừ nó thì em sẽ giúp chị cách này. Cách gì hả cô Quanh? Hay. Hay. Hay tuyệt. Cô có nhiều mưu kế khéo thật. Được rồi, tôi sẽ làm liền ngay đêm nay. Chừng đó cô lại đây để phụ với tôi nha. Chứ sao,
Nè, chìa khóa cổng nhà nè, chừng nào cô đến cô cứ mở đi vô. Tối nay em không có lại đây được. Sao vậy? Em mắc kẹt phải đi ăn cơm với anh Lão. Quanh à, nhưng mà cần gì phải có em, một mình chị làm cũng được mà. Không được. Được, chị chỉ mất công kêu điện thoại lại đằng bó cảnh sát nói vài câu là người ta đem xe tới xúc nó đi liền. Nhưng mà tôi... Chừng xong việc, chị nhớ gọi điện thoại ra nhà hàng quốc tế bàn số 23 cho em hay, để em mừng hùng với chị. Thôi đừng có lo, nói vậy thôi, chứ để em coi em có ráng tới được không. Nhớ, nhớ tới giúp giùm tôi nha Quanh. Yên tâm, không giúp chị giúp ai giờ. Má. Ủa, bé Ngọc, sao con về sớm vậy con? Con không có đi coi hát. Rồi từ nãy giờ chị Vú dẫn con đi đâu? Chị Vú dẫn đi ăn kem, rồi vô nhà thương thăm bác Minh. Đó, chị thấy chưa? Họ liên lạc mật thiết với nhau lắm. Bé Ngọc à, con chào dì đi con. Dạ, con chào dì. Con này ghê gớm thật mà. Má giận con sao? Má nói má ghê gớm con hả má? Không, má nói chuyện của người ta. Ủa, rồi còn chị Vú đâu cả? Dạ, Vú gặp ông ngoại thằng Nghĩa ở trước nè. Vú biểu con đi vô trước để Vú xin tiền ông ngoại thằng Nghĩa rồi Vú vô sao. Thôi được rồi, con lên lầu đi. Dạ. Chị Vú mạnh giỏi hả chị? Dạ cảm ơn cô. Thưa cô mới đến chơi. Lại đây để từ giả chị Hồng. Mai á, tôi lên ở luôn ở trên đồng điền của chồng tôi ở Bà Lao á, làm lại cuộc đời cho yên phận chị ơi. Tôi xin chúc mừng cô. Cảm ơn. Mà nghe chị nói cũng sắp có tin mừng phải không chị? Mà hạng nào đó? Đẹp gái như chị á, thì phải là kỹ sư hay bác sĩ? Coi bác sĩ, như là bác sĩ Minh vậy đó. Đi cưới chị mới xứng chứ, đúng không nè? Dạ. Dạ cô thương mà nói vậy, chứ nghèo như tôi ai mà thèm cưới. Trời ơi, chị em không à, chị đừng có giấu. Hồi ở bệnh viện tôi nghe rõ ràng. Thôi đi. Thôi bây giờ chị đi lo làm công việc, để lát nữa bà chủ đây bà la rầy là tại tôi nhiều chuyện mà làm cho chị bỏ bê trễ nải. Thôi đi đi. Dạ xin phép. Cô ở chơi. Ừ. Đó, chị thấy chưa? Tôi lôi bằng chứng ra là nó cứng họng liền. Đây nè, chị đừng có để dây dưa nữa mà khổ với nó đó. Nhất định rồi, tôi sẽ làm theo kế của cô ngay đêm nay thôi. Vậy thì tôi yên tâm. Thôi tôi về. Mà nè, nhớ gọi điện thoại cho em hay với nha. Nhớ nhớ, tôi nhớ rồi. Nhớ đó. Ừ. Chị xuống đây làm chi vậy chị Vú? Dạ, tôi có chuyện muốn thưa với cô. Chị bỏ con tôi ở trển có một mình, rủi nó. Tôi có dỗ em ngủ yên rồi thưa cô. Chị muốn nói gì với tôi? Dạ, hồi chập tối tía tôi đem tiền lại cho tôi để tôi thôi việc, trả lại cho cô 2 tháng lương của tôi đã mượn trước. Cô nhất định xin thôi phải không? Dạ, tôi cho cô hay trước là tới cuối tháng này thì tôi xin nghỉ. Dạo này tôi bệnh quá nên giữ em không nổi nữa. Xin cô vui lòng cho tôi thôi việc để về nhà dưỡng bệnh. Mặt của chị tôi rối, đàn ông nhìn tới mà chắc mê chết mệt, vậy mà bệnh hoạn cái nỗi gì. Mà thôi tôi biết rồi,
chắc là chị mắc bệnh đau tim. Và chứng tâm bệnh là kỳ này phải có một bác sĩ thân mật như là người chồng, cứ chữa tận tâm thì mới mau hết bệnh. Mà tôi quên chỉ có bác sĩ nhà mà lo gì. Và tôi đâu có quên ai, ai mà không muốn vậy. Với mắt thánh thì dễ thưa dễ gì che lấp được, nhưng chị quyết nghĩ làm mà tôi giữ lại khó coi. Còn cái thẻ kiểm tra có vui lòng cho tôi lại, có gấp cái gì đâu mà chị vội vàng lắm vậy. Chị đưa tôi cất đâu bây giờ tôi quên mất. Để cuối tháng này chị nghĩ tôi trả lại cho. Tôi thấy cô để vào hộp cất trong tủ kìa, tôi quét dọn tủ này và đem cất cho không có biết ở đâu. Có lẽ kiểm tra của chị ở trong tủ sắt này, để hôm nào tôi rảnh tôi sẽ kiểm tra cho. Dạ, cô nhớ kiếm giùm cái thẻ kiểm tra cho tôi nghe cô. Đi đường mà không có giấy tờ trong mình á, tôi phập phồng quá. Được rồi, bây giờ chị lên coi chừng em đi, đừng để nó giật mình không có tốt đâu. Dạ. Alo. Dạ, có phải nhà hàng quốc tế đâu không ạ? Dạ, dạ chào ông quản lý. Dạ, tôi muốn nói chuyện với cô Oanh ở bàn số 23. Ông làm ơn gọi cô ấy giùm tôi. Dạ, cảm ơn ông. Dạ, tôi chờ. Alo. Cô Oanh đó hả? Oanh ơi, xong rồi. Đoạn đầu thì tôi hành động đúng như lời cô dặn, mà chừng nào cô tới? Hả? Anh Lộc không cho cô đi à? Chết rồi Oanh à. Như vậy không sao đâu. Cô đến không được thì cũng không sao, tôi vẫn làm theo ý kế hoạch của cô. Chúc cô lên bờ lao mạnh giỏi và hạnh phúc nha. Cảm ơn cô. Chào cô. Chị Vũ ơi. Chị Vũ. Dạ. Chị xuống coi chừng nhà, tôi đi ra ngoài một chút. Dạ. Dạ dạ, tôi xuống liền đi cô ơi. Cô này mình chưa kịp xuống đã vội bỏ đi rồi. Hả? Trời đất ơi, cô này vô ý hết chỗ nói à. Mở tủ sắt mà bỏ như vậy rồi đi à. À, không được. Ý lỡ xui họ nói mình định ăn cắp tiền á thì mang quả. Mà đâu có sao, đã nhiều lần rồi chứ đâu phải lần này là lần thứ nhất. Thà mình khóa lại đàng hoàng hơn là để vậy. Đó, đó, bắt quả tang rồi. Bởi người ta nó ăn cắp tiền. Nó lấy. Không phải gì đâu. Câm miệng lại đi. Mày còn chối nữa hả? Tao bắt được quả tang chứ bộ tao vu oan cho mày sao? Hả? Không, tại không, sao? Không, cô ơi, tôi ta, mày phải đi lại bóp với tao. Đi. Tao cho mày ở tù ruột xương luôn. Không, cô. Mày đi không? Đồ khốn nạn. Hả? Đồ ăn cắp. Cái đồ tham lam. Cô buông tôi ra. Buông ra hả? Tao cho mày mang xấu chứ buông mày ra sao được. Cô. Đồ tham lam. Buông tôi ra. Cô đừng vu oan cho tôi. Tiền của cô đâu có mất mát gì đâu. Nếu cô đánh tôi thì tôi không nhịn cô đâu. Mày nói cái gì? Mày không nhịn tao hả? Mày không nhịn tao rồi mày làm cái gì được tao chứ? Mày giết tao à? Mày muốn giết phải không? Tôi không. Mày muốn giết tao để mày giật chồng tao phải không? Phải như vậy không lại? Tôi không giữ cái thứ gì của cô cả. Tiền cũng như chồng của cô, tôi đều không thèm. Nếu tôi biết lòng giành giữ cơ, thì cô không hơn nổi tôi đâu. Cô đừng có vu oan cho mày tôi. Tao vu oan cho mày nữa hả? Mày còn chối nữa hả? Má ơi má, Vũ
rồi, vô. Ô má, má đây, vú đây. Ngủ, ngủ, ngủ đi, má lên bây giờ, má lên bây giờ. Ai cho mày đi? Cô đừng ỷ vào mà quan hiếp tôi. Tôi không phục cô đâu. Tôi xin thôi, nhưng không phải đợi tới cuối tháng mà tôi sẽ ra khỏi nhà cô nổ đêm nay. Ra khỏi nhà nội đêm nay. Để xem, tao cho mày vô khám, để mày hết trèo đèo, hết làm phách. Alo, dạ có phải báo cảnh sát không à? Dạ, dạ thầy làm ơn cho phép tôi điện đàm với ông cảnh sát trưởng. Dạ cảm ơn thầy. Alo, dạ chào ông cảnh sát trưởng. Tôi là chủ nhân biệt thự Hồng Ngọc, số 279/1A. Vừa bắt được quả tang chị Lai. Người vú của con tôi đã mở tủ sắt nhà tôi định ăn cắp trên 52 triệu đồng tiền mặt và một số nữ trang quý giá. Dạ, tôi xin ông cho... Ý? Ai nằm đây? Ơ kìa. Cô. Cô. Hả? Trời. Máu. Cô ơi cô. Tỉnh lại cô. Cô ơi. Cô. Tỉnh lại. Cô làm sao mà té như vậy? Hả? Cô. Không. Không. Tôi. Cô à. Tôi không phải té. Mà vậy sao cô lại nằm đây? Hả? Hả? Sao hết cô? Máu ra nhiều quá. Để tôi kêu người ta chở cô đi nhà thương nha. Không. Tôi bị người ta đậu. Hả? Ai đánh cô? Nãy giờ tôi đâu có thấy ai vô nhà đâu. Hả? Cô nó mặc áo trắng, quần đen, mặc giả thì bất cứ cô Hồng. Tôi chết. Cô Hồng ơi, cô Hồng, cô ráng gượng lên đi, để tôi đưa cô đi nhà thương nha. Cô ráng lên nha. Cô ráng đi mà. Không. Không. Cô Hồng. Không kịp đâu. Cô Hồng, cô đừng có nói như vậy. Cô có bề nào rồi? Rồi bé Ngọc sẽ ra sao? Hả? Cô Hồng à. Cô ráng lên đi. Cô Lại ơi. Có tôi nè. Cô ráng lên nha. Cô ráng lên đi mà. Tôi biết. Chị thương bé Ngọc lắm. Cô Hồng. Chị. Cô ráng lên. Chị có ghét tôi không? Không, tôi không có hề ghét cô đâu. Cô đừng có bỏ bé Ngọc, tôi nghiệp nó lắm. Cô Hồng ơi, cô ráng gượng lên nha, để tôi kêu xe cứu thương nha. Cô ráng đi nha. Đừng. Cô ráng nha. Đừng. Chị hãy nghe tôi nói. Cô Hồng. Chị Lại. Tôi đã nghe lời em quá. Tôi ghen với chị nên đã khiến chị làm xấu chị. Cô Hồng, nhưng trong thâm tâm tôi phải nhận chị là người tốt. Cô Hồng, chị Lại ơi. Cô Hồng, nếu có thương tôi thì sau khi tôi nhắm mắt ly trần. Đừng cô Hồng ơi. Cô Hồng à, cô ráng lên đi. Bỏ lại đứa con khờ nhờ chị nhủ lòng. Cô Hồng, chị
hết rồi. Thì nó phải bự vợ. Hoàng ơi, cô ơi, cô chứ nói chi. Những lời trăng tối đau lòng thì mau có ra nhìn, những câu chữa sẽ hết ngay. Cô ơi, cô ráng lên đi mà. Giúp. Đừng làm tôi sợ con à. Đừng mồ côi thì còn quá. Giờ nó chính là con tôi. Dạ. Dạ. Dân dân dân, tôi hứa tôi sẽ coi bé Ngọc như là con tôi vậy. Nè cô Hồng, cô ơi cô ráng lên nha. Cô Hồng à, cô Hồng ơi cô ráng đi. Tôi kêu xe cứu thương lại liền mà. Cô Hồng à, cô Hồng ơi. Cô Hồng, tôi nghi không lầm, đúng là có án mạng thật rồi. Mời cô đứng qua một bên, gọi xe cấp cứu mau lên. Mấy anh lấy dấu vân tay ở trong tủ, trên tượng đồng và chụp hình những chỗ khả nghi. Dạ, trong tủ sắt không có tiền. Nạn nhân bị hai vết thương ở sau ót. Có lẽ hung thủ đã dùng cái tượng đồng kia. Dạ, có thể đúng vậy. Hiện giờ nạn nhân đang lâm vào tình trạng hôn mê trầm trọng, và nếu xương sọ bị bể thì sợ e khó sống. Giờ xin phép chúng tôi đưa nạn nhân về bệnh viện cấp cứu. Khiêng đi mấy anh. Dạ, chào ông cảnh sát trưởng. Trong nhà có còn ai nữa không cô? Dạ, chỉ có hai đứa nhỏ ngủ trên lầu, còn ông chủ thì đi vắng hồi chiều. Vũ ơi, má, gì vậy má? Má ông này vô đây chi đông vậy má? Trời ơi, tay má không vậy? Mời cô về bót để lấy lời khai. Tại sao tôi phải về bót? Tại sao vậy? Có nhiều bằng cớ chứng tỏ chị đã giết cô Hồng để đoạt tiền. Mời chị. Không, dầu cho cô Hồng cô hiếp đáp tôi, nhưng tôi không hề có ý định giết cô ấy. Chính cô ấy đã trói với tôi là người giết cổ, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đi dài bít. Dạ, thưa ông, đây là chủ nhà, chồng của cô Hồng. Dạ. Chào ông. Chào ông, chúng tôi đang cần gặp ông đây. Vợ ông bị đập tàu, và số tiền hơn 5 triệu bạc của ông trong tủ đã mất. Trời, tánh mạng của vợ tôi như thế nào? Bệnh tình rất trầm trọng, và có thể cô này là hung thủ. Lại là thủ phạm. Không đời nào, không bao giờ tôi nghi lại làm như vậy đâu. Trong khi vợ ông bị tai nạn thê thảm, thập tử nhất sanh, ông không lo, lại đi bào chữa cho người có thể là hung thủ giết vợ ông. Chắc cô lại là người quen cũ của ông, có phải không? Alo. Dạ phải. Dạ có đây. Dạ Đằng Ti hỏi ông cảnh sát trưởng. Alo. Phải, tôi đây. Sao? Vậy à? Cô Hồng chết rồi. Trời, vợ tôi chết. Trời ơi. Bây giờ tôi xin cô Lài khai lại cho chúng tôi nghe rõ. Thủ phạm giết cô Hồng là người mặc áo sơ mi trắng quần đen, đi dài bít, có phải không? Dạ. Thủ phạm mặc áo sơ mi trắng, quần... Dạ,
tôi không nhớ rõ. Không biết cô Hồng có nói vậy hay không. Cô gian xảo lắm. Cô muốn che chở cho tình nhân à? Mời cô đi ngay. Má, má ơi, má đừng bỏ con nha má. Mời cô. Dạ, con lại không có. Con đừng bắt má con. Má, má ơi, má. Chú ơi, đừng bỏ em. Mời chú cô ơi. Đi. Trời, tôi vào khám rồi ai nuôi con tôi. Con gào có nha má à. Em đi nữa chú ơi. Nghĩa ơi, Ngọc ơi, ai nỡ nhận tâm ly mau tan thương. Kìa, anh Trọng, vào nhà mình nói chuyện tiện hơn. Ủa, ai đây? Tôi đây. Quanh. Em nè, hai anh làm gì mà kinh ngạc như thấy ma vậy? Anh Minh, anh đi đâu lâu quá, em chờ muốn chết luôn à. Chà, dạo này coi bộ hai anh thân với nhau ghê ha. Còn em, em còn đến đây làm gì nữa? Anh đã nói rành mạch với em là anh không thể chứa em ở trong nhà, vì bà chủ nhà này khó tánh lắm. Bà không bằng lòng cho anh đem gái vào đây đâu, dầu là nhà của anh thuê cũng vậy. Anh Minh, anh nỡ xua đuổi em như vậy sao? Không phải anh xấu với em, nhưng thật tình thì anh không thể giúp em được. Ngoài chút ít tiền bạc theo khả năng của anh thì... Trời ơi, trời ơi, anh Minh, em định tìm đến anh lần này là lần chót, vì em tưởng đâu anh còn yêu em và có thể bảo bọc che chở cho em như trước kia anh vẫn thường nói. Em không ngờ, em không ngờ các anh tàn nhẫn bỏ rơi em như vậy. Đồ điếu giả, đồ khốn nạn, đồ khốn nạn, đồ điếu giả, đồ khốn nạn. Kìa Oanh, đừng làm vậy em. Đồ khốn nạn. Kỳ lắm. Oanh à, em đừng nóng nảy như vậy. Em hãy bình tĩnh để nghe nè. Đã lâu rồi anh định xa lìa nếp sống xấu xa đê tiện trước kia để sửa đổi thành một con người đúng đắn, đàng hoàng.
Nhưng nếu em cần một số tiền để tạm sống thì anh có thể chạy lo số tiền ấy cho em. Tôi không cần. Tôi không cần. Anh nghe rõ chưa? Tiền, anh lúc nào thì cũng nghĩ đến tiền. Tôi không cần anh phải chạy lo tiền cho tôi nữa. Tôi giàu rồi. Em giàu rồi, anh nghe rõ chưa? Làm dối và kiếm tìm anh để được nghe anh vui vẻ nhận làm chồng như lời anh hứa với em lúc mình mới yêu nhau. Ngờ đâu em đến đây để nhìn vẻ mặt hoang phúc lạnh lùng. Vì tôi đã yêu lầm kẻ bất lương. Từ trước đến nay, quanh là con nhỏ thường hàng cao bồi, đâu có quỷ mỹ yêu mềm, đau khổ tuyệt vọng như bữa nay. Anh thử dỗ nó xem, quanh nơi em đừng khóc đừng buồn, nào đâu có lợi gì. Đừng, anh đừng đụng tới tôi. Một đứa dòng ân bội nghĩa bạc tình, suốt đời chỉ biết có thương tiền. Hãy gian ra tôi ghê tổn lắm. Có gì mà còn gì nữa mà nói là không. Em làm ra cớ sự là vì ai? Em muốn nói gì vậy Oanh? Đã mấy hôm rồi em không ăn, mất ngủ, mà lúc nào em cũng thấy hình ảnh chết chóc gớm ghê, như đuổi theo em, như đuổi theo em. Em sợ lắm anh ơi, em sợ lắm. Em sợ à? Em sợ gì? Sợ ai vậy Oanh? Em sợ vợ của anh Lộc. Nó đang lùng kiếm em khắp nơi. Nó có thể giết em. Nó sẽ đập đầu em bằng cái tượng đồng, rồi em ngã chết. Em ngã chết mà không kêu được một tiếng nào hết. Em sợ lắm. Em sợ mà chết thảm như Hồng. Vậy mà anh không che chở, không cứu giúp gì cho em sao? Con Hồng, nó ỷ giàu có, nó cướp anh, cướp Minh, cướp hết những thằng đàn ông ham tiền của nó. Nó chết tôi không thương tiếc gì nó, nhưng mà tôi không muốn chết. Tôi không muốn bị người ta bị giết như nó. Vì tôi sợ phải gặp nó với âm phủ. Nó chết. Nó chết. Nó nằm chết kia kìa. Đầu nó bị đập lõm vô ở phía sau ốp. Ghê lắm. Ghê lắm. Trời ơi, đừng. Đừng nhìn tôi. Tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm. Đừng nhìn tôi. Đừng nhìn Quánh. Tôi. Tôi sợ lắm. Quánh. Em nói gì vậy? Anh Minh, anh Minh, anh là hy vọng cuối cùng của em. Anh Minh ơi, anh khỏi phải lo vấn đề tiền bạc. Ê, nè nè, em có nhiều tiền lắm, nhiều lắm. Dư để chúng ta lập một tổ quyên ương đầm ấm. Em không cần gì cả. Em chỉ cần có anh ở gần bên cạnh để bảo bọc, để che chở cho em mà thôi. Mình đi xa, xa thiệt xa, đi khỏi chốn này, chứ đừng có ở đây. Ở đây họ giết em, họ sẽ giết em. Nhưng em sợ gì? Ai đã theo đuổi để giết em? Anh Minh ơi, em
Em sợ lắm. Em sợ ma. Ma nó hiện, hiện lên để đòi mạng em. Quanh, em nói nó là ai? Có phải em muốn nhắc Hồng hay không? Không, không phải Hồng, không phải nó. À, em mới nói gì vậy? Anh Minh, nếu anh không giúp giùm em thì em phải tìm người ta đi nhờ cậy, họ che chở bảo hộ giùm em, cho đời em không lẻ loi trốn lạnh mà không cần đến kẻ vô lương ích kỷ đã nhẫn tâm mỗi bạn đi hè. Đứng lại, cô còn lưỡng tâm có được bình tĩnh yên lành hay bị ám ảnh vì một quan hồn? Có gì mà lương tâm tôi lại chẳng yên? Ông muốn nói gì đây, sao ông lại nói nghe lạ kỳ? Tôi muốn nghe cô trả lời một câu hỏi này rồi tôi đẩy cô đi. Ông muốn hỏi gì? Cô nên nói thật cho tôi biết, có phải là trong đêm xảy ra án mạng, bà Hồng đã gọi điện thoại nói chuyện với cô, rồi một lát sau là bà Hồng bị giết, có phải vậy không cô Oanh? Không. Đêm đó tôi đang ở trong nhà hàng quốc tế. Tôi không có ý giết nó. Tôi không biết gì về cái tượng đồng, về số bạc 5 triệu đồng, tôi không biết gì cả. Nó chết rồi. Sao tôi nhắm mắt lại là tôi thấy mặt nó. Nó nhìn tôi, nó nhìn tôi kìa. Đừng, tao sợ mày lắm, mày đừng theo tao. Đừng, mày đừng theo tao nữa. Hồng ơi, tao không có ý định giết mày. Tao không có ý định giết mày đâu. Quanh, Quanh ơi, tỉnh lại Quanh ơi. Trời ơi, mà không ra nhiều quá, để tôi kêu xe cấp cứu. Dạ không sao, anh Minh là bác sĩ. Vậy thì hai ông đem cổ nhà nhà đi. Đừng, đừng gọi, đừng chở tôi vô nhà thương. Tôi muốn ở lại đây nói chuyện với anh Minh và anh Trọng. Cô Oanh, cô còn nhớ tôi không? Tôi đáng tội lắm. Tôi sẵn sàng đền tội. Nhưng tôi muốn gặp chị lại. Sợ liên lụy đến ông Trọng và ông Thân nên cô Lài đã nhận tội giết cô Hồng. Hiện giờ cô Lài đã bị giam rồi. Cô muốn nói gì thì cứ nói thôi. Ông cảnh sát trưởng, tôi biết tôi không còn sống bao lâu nữa, nhưng phải cho tôi gặp chị Lài thì tôi mới yên tâm nhắm mắt. Được rồi, tôi xin cố gắng làm theo lời ước muốn của cô. Tôi sẽ trở lại với cô Lại. Anh Trọng, anh có hờn giận em không? Không, anh không hờn giận gì em cả. Quán em rồi, Hồng sống lại được sao? Anh Trọng ơi, em ngu muội, em định trả thù lại và anh, mà cũng muốn nhổ luôn cái gái trước mặt là Hồng. Lửa hờn ghét sôi dậy trong lòng em không kìm.
Do đó em đã gây ra điều tội lỗi. Khi lỡ tay giết bạn rồi, em mới hối hận ăn năn. Và việc đã qua biến thành cơn ác mộng ám ảnh suốt cả mấy đêm dài. Mệt mà hao tổn tinh thần. Em phải nói để không còn nói được nữa bao giờ. Tiền không phải là yếu tố để tạo nên hạnh phúc gia đình. Mặc dù là của lại càng vô dụng khi mình chưa chết hẳn lương tri. Hồng với em đều ích kỷ tham lam, thêm tôi kêu hạnh tự tôn tự đại. Trời ơi, muốn hại người ta thì lại rước quả vào thân. Giờ đây tạo hoa chi công, những kẻ gieo gió lần hồi gặt bão. Chỉ còn lại cô lại nên đã đức thành, xứng đáng với tình anh và sáng tỏ luân trời. Quanh, em đừng nói giọng chán nản bi quan đó nữa. Hãy nằm yên, nghỉ cho khỏe đi em. Quanh, Quanh ơi, anh mới đúng là kẻ đã gây nên tội. Anh mới đúng là người đã hại đời em. Anh Minh, Quanh, từ nay anh nguyện sẽ sống như người chân tu đạo hạnh, để ăn năn sám hối và để đáp lại mối tình chung thủy của em cho đến trọn đời anh. Thật không anh? Thật, anh nói thật. Em mừng lắm Quanh. Không ngờ đến khi gần chết em mới tìm thấy được chân hạnh phúc. Anh Minh, Quanh, anh Trọng, ông cảnh sát trưởng, chính tôi đã giết chết Hồng để cướp số bạc, chứ không phải chỉ lại. Kìa, cô Quanh, tại sao lại ra nông nỗi này? Chị Lại phải không? Lại đấy. Mày
may lắm chị còn đến đây kịp. Chị yên tâm, tôi đã nói hết với mọi người rồi. Tôi là người giết Hồng, tôi là kẻ sát nhân. Lai, chị Lai ơi, cô anh, chị tha thứ cho tôi, nghe chị. Hả? Cô Quanh! Em Quanh! Cô Quanh! Quanh! Quanh ơi! Quanh! Quanh ơi! Ba! Vũ! Con Lại có sao không? Nếu nó có bề gì má sẽ bán hết điền sản mà lo cho nó. Thưa má, Quanh đã nhận tội giết Hồng. Lại không sao, mà chỉ tội nghiệp cho Quanh. Cô sợ tội nên đã tự tử. Trời ơi, thật là tội nghiệp. Anh Trọng, anh đưa gia đình về đi, tôi ở lại với Quanh. Quanh ơi, chính anh đã giết em. Anh Minh, anh chớ quá bi thương, hãy cố gắng để lo hậu sự cho cô Quanh, cô Hồng. Cả hai anh đều có trách nhiệm, và còn trách nhiệm lớn lao nữa là đối với con anh. Con tôi? Phải. Trước phút ra đi, cô Hồng có trối lại xin tôi hay thương bé Ngọc, vì nó là con của cô và anh, mà cô đã giấu kinh từ lâu rồi. Bây giờ mà lối đau cùng tôi đã âm thầm chờ ngóng gọi tiếng cha. Lỗi lầm vung vãi của ngày qua tội chi để đầu xanh dương khổ hận, cùng chung lo cho nó được nên người. Ngọc là con của chúng mình, đừng phân biệt làm chi. Anh Trọng, anh thật xứng đáng với Lại. Nghĩa, Ngọc, lại đây bà nội bồng. Bây giờ tôi với Lại đưa má tôi và hai con về, tôi sẽ trở lại với anh. Quanh ơi!